thiệt thòi, nhưng cho tới ngày hôm nay vẫn không được bảo vệ đúng mức. Và với một thảm họa của ngày hôm nay, những ngư dân của miền Trung chúng ta còn mất đi cả biển sống của quý vị. Đó là bài hát năm 263 phút. Chắc lẽ ở trong nó có cái quạt. Nóng quá. Ta sống qua bao nhiêu biển, dù ta đã
quê hương. Khi mình